Ca sĩ Cẩm Ly tên thật là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1970 tại Sài Gòn, nguyên quán ở Quy Nhơn, Bình Định. Cô là con thứ ba trong gia đình, vì vậy thường được các fan hâm mộ gọi là chị Tư theo thông lệ miền Nam. Gia đình cô có 6 anh chị em, cha của cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, hai em gái là Hà Phương và Minh Tuyết, cũng là ca sĩ, hiện đang định cư tại Mỹ và là ca sĩ của Trung Tâm Thúy Nga. Năm 2004, cô kết hôn cùng nhạc sĩ Minh Vi, tên thật là Đoàn Hữu Minh. Hiện nay, Cẩm Ly có hai con gái là Cẩm Uyên sinh năm 2005, tên ở nhà thường gọi là Thỏ, và Cẩm Anh sinh năm 2008, tên ở nhà thường gọi là La. Từ nhỏ, ba chị em Cẩm Ly đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 1993, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết đi hát, và cũng ngay năm đó, cô và em gái của mình đã đoạt giải nhất song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức. Sau sự kiện này, Cẩm Ly bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình và quyết định đầu quân cho Kim Lợi Studio, một phòng thu âm có tiếng thời bấy giờ. Phan Công Khanh sinh năm 1994, quê ở tỉnh Bến Tre, từng nổi tiếng với biệt danh Vua bóng chuyền phổi. Khanh Super tham gia thi đấu chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cao 1m79, sức bật đà là 3m40 và bật chắn là 3m15. Có thời gian thi đấu chuyên nghiệp nhưng không may mắn gặp phải chấn thương dây chằng ngón tay. Sau khi phẫu thuật, khả năng phục hồi của Phan Công Khanh chỉ đạt 80%. Anh phải từ giã bóng chuyền chuyên nghiệp. Anh chỉ tham gia các giải bóng chuyền phổi khi có thời gian rảnh và anh đã chuyển hướng sang kinh doanh. Theo chia sẻ của Công Khanh, gia đình anh từng rất khó khăn. Mức lương khi thi đấu bóng chuyền chỉ tầm 5-6 triệu. Cơ duyên đã đưa anh đến nghề buôn siêu xe, cũng bắt nguồn từ chính đam mê với những chiếc xe của mình. Vì chưa có điều kiện nên Công Khanh bắt đầu từ việc mua đi và bán lại xe. Sau này công việc dần dần phát triển. Vợ của Phan Công Khanh chính là cô nàng hot girl Lê Loan, sinh năm 1991. Cô nàng được nhiều người quan tâm và biết đến nhiều hơn khi chính thức trở thành vợ của Phan Công Khanh, một tay chơi và buôn siêu xe có tiếng hiện nay. Nhiều người ưu ái gọi cô với một nickname rất chất là hot girl siêu xe.